Vâng, xưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với xưởng làm xe Tuấn Anh bên em trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì hôm nay bên xưởng em lại tiếp tục chào bán cho anh em một mẫu xe nguyên bản. Chiếc xe này được dọn sơ qua và xe thì được bên xưởng em thu lại của khách, và hôm nay bên em chào bán cho anh em với giá đầu tháng là 15 triệu, bao ship cho anh em toàn quốc, có bớt lộc lá cho anh em. Với ngày hôm nay thì bên em sẽ bớt sâu cho anh em từ 1 đến 2 triệu. Anh em có nhu cầu nhiệt tình thì hôm nay mua xe bên xưởng em sẽ được cái giá rẻ nhất. Có thể anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0353 252 351 cũng như Zalo của em để biết thêm chi tiết. Sau đây em sẽ đi chi tiết một vòng chiếc xe này cho anh em cùng tham khảo. Đây là một chiếc xe nguyên bản sơn màu xanh cửu long. Cái màu xe này thì đã được sơn rất lâu rồi, thế nhưng mà nói chung là cũng còn sạch sẽ đẹp để cho anh em chơi tất cả mọi thứ này. Đấy, xe thì đã được bên xưởng lắp một chế Mikuni đời mới và đã lên điện bình IC của Yamaha rồi. Đằng sau là đôi thụt zin, vành sống cao, tăm nan zin vẫn còn sáng bóng anh em nhé. Đấy, điện đóm thì đã lên điện bình IC Yamaha rồi, thì anh em thoải mái chạy không giờ lo hỏng hóc. Lốp láp thì còn đẹp nguyên, chưa có mòn, chưa có gì hết, ta đi còn rất là đẹp anh em nhé. Lốp láp này, vành bánh này, đấy. Nó máy móc thì đã được sơn nhũ, nói chung là theo file mờ theo năm tháng thì có một số chỗ bong tróc rồi. Thì bên em sẽ quay chi tiết chiếc xe này cho anh em. Hôm nay anh em có nhu cầu liên hệ bên xưởng em để lấy giá ưu đãi nhá. Điện đã lên điện bình IC rồi, anh em cứ thế chạy này. Đèn báo mo đầy đủ cho anh em nhá. Đây, đèn báo mo này, xi nhan bên tay trái này, đèn trên đồng hồ hoạt động đầy đủ nhá. Nhan trái sau này, nhan phải này, phải sau này, rồi này. Đấy, xe lên điện bình thì đạp nhé, này không phải đạp phát thứ hai anh em nhé. Anh em về chỉ được chạy thôi, đèn đóm đầy đủ hết. Cả đều hoạt động đầy đủ hết. Thì anh em có nhu cầu thì xin liên hệ với xưởng làm xe Tuấn Anh bên em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng. Xin chào, hẹn gặp lại.